quý vị và các bạn đã đến với kênh Khỏe đẹp tự nhiên. Kính chúc quý vị một ngày may mắn, thành công và hạnh phúc. Quý vị thân mến, mặc dù không có cách chữa đặc hiệu với chế độ ăn uống cho bệnh viêm khớp, nhưng một số loại thực phẩm nhất định đã được chứng minh có khả năng chống viêm, tăng cường cho hệ xương khớp và hệ miễn dịch. Theo những thực phẩm này và chế độ ăn uống hàng ngày có thể giúp giảm bớt các triệu chứng của viêm khớp. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ tới quý vị về 12 thực phẩm tuyệt vời cho người bệnh xương khớp, đau nhức xương khớp. Mời quý vị cùng xem và bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày nhé. Mười hai thực phẩm cực tốt cho người bệnh viêm khớp, đau nhức xương khớp. 1. Các loại dầu ăn. Ngoài thành phần các chất béo chứa trong dầu ô liu có lợi cho tim, dầu ô liu cũng có chất oleocanthal, có tính chất tương tự như thuốc chống viêm, không steroid, có tác dụng chống viêm. Quả bơ và dầu cây zum đã cho thấy có tính chất giảm cholesterol máu. Đặc biệt, dầu của quả óc chó có chứa omega 3 gấp 10 lần so với lượng omega 3 có trong dầu ô liu. 2. Quả anh đào. Các nghiên cứu đã cho thấy anh đào giúp làm giảm tần số các đợt cấp của bệnh gút. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các anthocyanin tìm thấy trong anh đào có tác dụng chống viêm. Anthocyanin cũng có thể được tìm thấy trong trái cây màu đỏ và màu tím khác như dâu tây, quả mâm xôi và quả việt quất. 3. Trà xanh. Trà xanh có chứa các polyphenol là chất chống oxy hóa, làm giảm viêm và làm chậm sự phá hủy sụn. Một chất chống oxy hóa khác trong trà xanh gọi là epicaocatechin 3-galate có tác dụng làm ngăn chặn sản xuất các phân tử gây tổn thương khớp ở những người bị viêm khớp dạng thấp. 4. Trái cây có múi. Trái cây có múi như cam, bưởi và chanh rất giàu vitamin C. Nghiên cứu cho thấy rằng có đủ lượng vitamin C giúp cơ thể ngăn ngừa viêm khớp và duy trì khớp khỏe mạnh. 5. Ngũ cốc nguyên hạt. Các loại ngũ cốc nguyên hạt làm giảm protein phản ứng C trong máu, là một chỉ điểm của viêm liên quan đến bệnh tim, đái tháo đường và viêm khớp dạng thấp. Yến mạch, gạo nâu là các nguồn ngũ cốc nguyên hạt tuyệt vời. 6. Đậu. Đậu chứa nhiều chất xơ, một chất dinh dưỡng giúp giảm yếu tố viêm CRP. Đậu cũng là một nguồn thực phẩm tuyệt vời và ít tốn kém, và là nguồn protein quan trọng đối với sức khỏe cơ bắp. Một số loại đậu rất giàu axit folic, magie, sắt, kẽm và kali, tất cả có lợi cho tim mạch và hệ thống miễn dịch. Đậu đỏ, đậu thận đỏ và đậu bintho là những lựa chọn ưu tiên. 7. Tỏi. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn các loại thực phẩm từ nhóm allium, chẳng hạn như tỏi, hành tây và tỏi tây, cho thấy ít có dấu hiệu sớm của viêm xương khớp. Các nhà nghiên cứu tin rằng hợp chất dihydrosulfide tìm thấy trong tỏi có thể hạn chế các enzyme làm hư hại sụn khớp. 8. Các loại hạt. Các loại hạt rất giàu vào protein, canxi, magie, kẽm, vitamin E và axit linoleic alpha tăng cường miễn dịch, cũng như chứa nhiều protein và chất xơ. Các chất vừa nêu có lợi cho sức khỏe tim mạch và có lợi cho việc giảm cân. Hãy thử dùng quả óc chó, hạt thông, quả hồ chăn và quả hạnh. 9. Nghệ. Một trong các gia vị chống viêm tốt nhất được nghiên cứu, nghệ chứa một hợp chất gọi là curcumin. Chất curcumin có thể có lợi trong việc điều trị của bệnh viêm khớp mãn tính. Nghệ được sử dụng trong nhiều thế kỷ ở Ấn Độ để tránh các bệnh viêm nhiễm. Bạn sẽ tìm thấy gia vị màu vàng này trong các món ăn, đặc biệt là món cà ri Ấn Độ. 10. Các sản phẩm sữa. Các sản phẩm từ sữa ít chất béo như sữa chua và pho mát có chứa nhiều canxi và vitamin D, làm tăng sức mạnh của xương. Vitamin D rất cần thiết cho sự hấp thụ canxi và tăng cường hệ miễn dịch. 11. Bông cải xanh, súp lơ. Giàu vitamin K và C, bông cải xanh cũng chứa một hợp chất gọi là sulforaphane, có thể giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm sự tiến triển của viêm xương khớp.
Bông cải xanh cũng rất giàu canxi, lợi ích cho xây dựng xương khớp. 12. Dâu tây. Dâu tây là loại quả rất giàu khoáng chất, các vitamin cùng các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể, tránh bị nhiễm trùng và bệnh tật. Với viêm khớp, dâu tây có thể làm giảm mức độ phản ứng của protein CRP hoặc C, một tín hiệu viêm nhiễm thường xảy ra trong máu. Nồng độ CRP cao có thể kích hoạt các triệu chứng viêm ở những người bị viêm khớp dạng thấp và làm trầm trọng bệnh hơn. Do đó, dâu tây được coi là một trong số những thực phẩm rất tốt cho người bị viêm khớp. 14. Thực phẩm người bệnh xương khớp cấm ăn kẻo tàn phế. 1. Hải sản. Đau nhức xương khớp không nên ăn gì? Món ăn đầu tiên bị liệt vào danh sách đen của những ai mắc bệnh lý về xương khớp chính là hải sản. Sở dĩ bạn phải từ bỏ những món ăn khoái khẩu làm từ hải sản đông lạnh vì trong chúng có tính hàn cao, dễ gây triệu chứng đau, sưng cho người bị thoái hóa, thoái vị hay viêm khớp. Vì vậy, nếu đã mắc các bệnh về xương khớp, bạn nên tránh ăn những thực phẩm chế biến từ hải sản. Tuy nhiên, cũng tùy vào tình trạng loại bệnh xương khớp bạn đang gặp phải mà cần kiêng những loại hải sản khác nhau. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên đi khám để nhận sự tư vấn và tham khảo ý kiến bác sĩ nhằm biết bệnh xương khớp, kiêng ăn gì và tạo cho mình chế độ dinh dưỡng tốt nhất phù hợp với tình trạng bệnh. 2. Thịt gà. Những người lớn tuổi rất hay gặp vấn đề về xương khớp và thịt gà là món nằm trong những món không nên ăn. Nguyên nhân người bị bệnh xương khớp nên kiêng ăn thịt gà chứa rất nhiều kẽm làm phá vỡ cấu trúc sụn. Ăn nhiều thịt gà không chỉ làm triệu chứng đau thêm phần nghiêm trọng mà còn khiến vùng khớp bị viêm trầm trọng hơn mỗi ngày. 3. Nội tạng động vật. Thịt gia súc có màu đỏ tươi như thịt bò, thịt trâu cũng là kẻ thù không đội trời chung của những người mắc bệnh viêm khớp. Các loại nội tạng động vật chứa nhiều chất phốt pho nên khi ăn nhiều sẽ khiến người bệnh cảm thấy các cơn đau dồn dập từ bên trong khớp. Nếu lượng phốt pho tồn đọng quá nhiều trong khớp sẽ khiến bệnh càng thêm trở nặng. Ngoài ra, người mắc bệnh về xương khớp nên kiêng đồ ăn với sự kết hợp giữa thịt lợn và gừng vì lâu dài sẽ gây thêm chứng bệnh viêm khớp ở dạng thấp. 4. Bột mì, nếp, bắp. Bệnh xương khớp kiêng ăn những gì? Đối với người bị các bệnh như thoái vị đĩa đệm hay viêm khớp nên hạn chế tối đa những thực phẩm chứa nhiều tinh bột và protein như bột mì, bột nếp và bắp vì rất dễ gây dị ứng. Những loại thực phẩm này có thể tốt cho người khác, nhưng đối với người bị bệnh viêm khớp lại khiến chỗ viêm càng thêm nặng. 5. Cà phê, trà có chất caffeine. Nếu bạn là người nghiện đồ uống có chất caffeine thì ngay ngày hôm nay bạn nên suy nghĩ về việc loại bỏ nó ra khỏi danh sách đồ uống yêu thích. Sở dĩ vậy vì cà phê và trà chứa chất caffeine cải thiện sự tỉnh táo nhưng lại là loại đồ uống khắc tinh của bệnh xương khớp. Chính lượng caffeine trong chúng đang ngày càng ăn mòn các khớp xương của bạn và khiến bệnh tình ngày càng trở nên nặng hơn. Vì vậy, bạn nên hạn chế sử dụng loại đồ uống này. 6. Đồ ăn nhiều dầu mỡ chiên rán. Tất cả những món ăn làm tăng lượng mỡ máu đều được khuyến cáo nên tránh khi bạn mắc bệnh xương khớp. Nguyên nhân là do thành phần chất béo này dễ xúc tác, gây phản ứng viêm tấy trong bao khớp. Do đó, người bị bệnh xương khớp nên hạn chế tối đa ăn các loại thịt tươi sạch an toàn, nhưng lại nhiều dầu mỡ hay các món ăn chiên rán nhiều. 7. Họ đậu, măng tây, súp lơ, nấm. Bệnh xương khớp kia ăn những gì? Họ nhà đậu, măng tây hay súp lơ, nấm là những món ăn cần hạn chế. Tuy nhiên, chỉ những người bị đau khớp gối do bệnh gút mới cần kiêng nhóm thực phẩm này. 8. Hạn chế gia vị muối và đường. Hai gia vị muối và đường rất quan trọng cho các món ăn hàng ngày, lại là thứ cần tránh làm cho danh sách bệnh xương khớp kiêng ăn gì. Đối với những đối tượng mắc bệnh xương khớp thì hai loại gia vị này là mối đe dọa lớn vì chúng khiến người bệnh mất dần năng lượng canxi có trong xương, tạo môi trường cho căn bệnh ngày càng trở nên nặng hơn. 9. Thực phẩm chế biến sẵn, bánh ngọt, xúc xích. Thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích chứa nhiều phốt pho và chất béo bão hòa, rất bất lợi cho người mắc bệnh xương khớp. Chúng làm tăng kích thích phản ứng viêm và góp phần thúc đẩy kết dính những tiểu cầu gây cảm giác đau đớn
cho những người bị bệnh thoái hóa khớp. Thêm nữa, các loại thực phẩm chế biến sẵn có rất nhiều chất gây hại cho cơ thể, làm tăng huyết áp, mỡ trong máu hay tiểu đường. Bệnh xương khớp thường xảy ra ở tuổi trung niên và những đối tượng không thường xuyên vận động. Vì vậy, bạn cần kiêng những thực phẩm chứa nhiều chất béo và chiên rán nhiều qua dầu mỡ như các loại thức ăn nhanh để tránh các cơn đau khớp và bệnh tật hoành hành. 10. Rượu bia, chất kích thích, đồ uống có ga. Sử dụng các chất kích thích như rượu bia, đồ uống có ga đồng nghĩa với bạn đang lạp vào cơ thể vô số chất gây hại. Chúng không chỉ khiến tình trạng viêm khớp càng nghiêm trọng hơn, mà còn kích thích viêm tấy và hủy hoại lượng canxi có trong xương. 11. Thuốc lá. Cho dù bạn chưa biết bệnh xương khớp kia ăn gì, thì thuốc lá vẫn là chất kích thích gây hại cho sức khỏe. Cũng như rượu bia, thuốc lá chứa chất khiến cho tình trạng đau nhức xương khớp thêm phần nghiêm trọng và rút lõi dần lượng canxi có trong xương. 12. Việt quất, củ cải. Những thực phẩm rau củ quả chứa nhiều axit oxalic như việt quất và củ cải là nhóm bạn cũng không nên ăn dù có thèm muốn tới mấy đi chăng nữa. Đây là loại axit cần tránh của những người mắc bệnh xương khớp, đặc biệt là bệnh thoái hóa khớp. 13. Sữa giàu đạm. Sữa giàu đạm là nhóm thực phẩm không chỉ người mắc bệnh xương khớp mà cả đối tượng trung niên, người già nên tránh. Sở dĩ vậy vì với lượng đạm quá dồi dào cùng chất béo bão hòa rất dễ làm quá tải cho hệ tiêu hóa đang dần lão hóa theo thời gian của cơ thể. Thay vì sử dụng các loại sữa giàu đạm như sữa bò, bạn có thể chọn mua những loại sữa hạt với hàm lượng chất xơ, chất béo, không bão hòa, dễ tiêu hóa lại giảm bớt lượng cholesterol có hại cho cơ thể. 3 bước chọn mua sữa hạt bổ dưỡng là thông tin bạn cần tham khảo để chọn mua cho bản thân loại sữa phù hợp nhất. 14. Thực phẩm lên men như rau cải cà muối chua. Những thực phẩm lên men thường sử dụng khá nhiều gia vị muối ăn tinh luyện nhằm bảo quản và tạo độ chua, nên đây là món ăn không tốt cho người mắc bệnh xương khớp. Hơn nữa, khi thực phẩm lên men như dưa hay cà muối chưa đủ độ chín sẽ có hàm lượng lycopene cao, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là 14 thực phẩm cần tránh nằm trong danh sách bệnh xương khớp, kiêng ăn gì bạn cần biết và 12 thực phẩm tuyệt vời cho người bệnh viêm khớp, đau nhức xương khớp. Ngoài chế độ dinh dưỡng, bạn nên kết hợp cùng chế độ luyện tập, ăn uống ngủ nghỉ khoa học để cải thiện sức khỏe. Khám định kỳ 6 tháng một lần cũng là thói quen tốt giúp bạn phát hiện bệnh sớm và có hướng điều trị kịp thời. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hay và hữu ích, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật video mới nhất của Vẻ Đẹp Tự Nhiên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!